mình đã ăn thử món xúc xích nhất. Bây giờ lần này mình sẽ ăn kẹo Milo. Yeah, em thích nhất là kẹo Milo. Tại vì kẹo Milo lần này á hả, không phải là kẹo Milo thường nữa nha, mà là kẹo Milo Sô-cô-la. Hả? Cái này á hả, nó là cái hình vuông á. Thì á hả, hình vuông tiếng Anh gọi là như là square. Square đúng rồi mà. Square này, tại vì cái này là cái cục luôn á, nó là cube. Cube giống như là cái hộp vậy đó. Last time we ate these sausages. This time we'll be eating these candies called Milo. It's their Milo chocolate, and they're shaped like little cubes. And also, you can build little houses with them and use them as sort of like Legos kind of thing. Cubes look like. They're little cubes of chocolate. They're a famous milk over here in Vietnam. It's the Milo chocolate milk. It's a kid's favorite drink. This is a candy version of that. Bây giờ chúng ta, bây giờ chị và em mỗi người thử một cục nha. Let's try it. Đây. Wow. Một, hai, ba. The candy itself is very crunchy and it's also very dry. It reminds me of a little bit like a fudge, but a little drier. Cái vị của nó hả, nó rất là giống sữa Milo, tại vì đây là sô cô la Milo mà. This tastes exactly like the milk Milo, except it's harder and it's more sweet. Rồi, bây giờ mình ăn hoài á thì mình bị sâu răng. Hay là mình có ý này nè. Bây giờ các bạn nhìn cái này nó rất là vuông đúng không? Thì á hả, mình có thể sử dụng mấy cái này nè. Mình xếp thành những cái cục gạch hay là những cái ngôi nhà gì cũng được ha. Mà bây giờ mình sẽ chơi coi, thi coi ai xếp được cái tầng nhà cao nhất. Ok. Nhưng mà không được xếp giống nhau nha. 1 2 3 4 but a flat Christmas tree. Otherwise, I have a 3D Christmas tree. Đây là những cái phần quà mà ông già Noel sẽ gửi tặng cho các bạn nhỏ ngoan. Yeah! And these are my presents that Santa Claus will give to the good boys and girls this year. Nếu các bạn muốn xếp thêm hình bự hơn nữa thì kêu ba mẹ mua thêm mấy bịch kẹo nữa để có nhiều cục bánh xanh. Nếu mà chúng ta mua thêm nhiều mấy bịch nữa, wow, một cái bàn của chúng ta xếp thành một cái căn nhà bự ơi là bự dữ luôn. Yeah.